Trong 10 năm, bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện một chuỗi hoạt động tài chính gây chấn động, khiến ngân hàng SCB bị thục kết hơn 1 triệu tỷ đồng. Quá trình này không hề giống như cây kim để có thể che giấu, mà thực tế là một loạt các giao dịch công khai khi bà Lan chỉ đạo lập khống hồ sơ và giải ngân hơn 2.500 khoản vay, từ đó chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng. Dù không giữ chức vụ tại SCB, với việc nắm giữ trên 91% tổng số cổ phần SCB, bà Lan đã sử dụng quyền lực thao túng mạnh mẽ để chi phối các lãnh đạo ngân hàng này. Điều này đã được cựu lãnh đạo SCB khẳng định qua những lời khai trong phiên tòa. Nhưng ai là kẻ chống lưng để bà Trương Mỹ Lan có thể ung dung thực hiện những hành vi trên trong suốt một thập kỷ mà không bị phát hiện mới là điều đáng nói. Kính chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Vì sao 10 năm, Trương Mỹ Lan ung dung rút ruột SCB gần 700.000 tỷ đồng? Hồi cuối năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị tổ chức có liên quan. Trong vụ án này, bị can Trương Mỹ Lan truy tố 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo cáo trạng, dù không giữ chức vụ quản lý nào tại ngân hàng SCB, song Trương Mỹ Lan nắm cổ phần, chi phối nhà băng này đến hơn 91%. Là người có quyền lực tuyệt đối, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB, nữ chủ tịch Vạn Thịnh Phát trực tiếp tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín vào vị trí lãnh đạo chủ chốt, chỉ đạo thành lập riêng 3 đơn vị trực thuộc SCB để giải ngân cho vay theo yêu cầu của bị can. Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, trong vòng 10 năm, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ và SCB đã giải ngân hơn 2.500 khoản cho nhóm của mình, 1.000 khoản cho cá nhân, 1.500 khoản cho tổ chức, với tổng số tiền hơn 1.066.600 tỷ đồng. Khi giải ngân, SCB sẽ chuyển cho các cá nhân hoặc pháp nhân theo phương án vay vốn. Tính đến tháng 10 năm 2022, thời điểm khởi tố vụ án, nhóm bà Lan còn 1.284 khoản vay với dư nợ 677.200 tỷ đồng. Hiện các khoản nợ này không có khả năng thu hồi, dư nợ gốc chiếm 93% tổng dư nợ gốc của hơn 23.000 khoản vay còn dư nợ tại SCB. Đáng chú ý, trong số tiền rút khỏi SCB từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, lái xe riêng đã chở 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu USD từ nhà băng này về thẳng nhà riêng của Trương Mỹ Lan, hoặc trụ sở của Vạn Thịnh Phát, hoặc đưa cho một số người, theo chỉ đạo của nữ doanh nhân này. Theo đó, khi cần tiền mặt để sử dụng, Trương Mỹ Lan yêu cầu lãnh đạo SCB chỉ đạo một số chi nhánh lớn xuất tiền dưới hình thức rút tiền mặt trực tiếp tại ngân hàng SCB hoặc chuyển khoản vào các tài khoản của các công ty ma, cá nhân trong nhóm. Nhóm cán bộ lãnh đạo SCB xuất tiền theo một quy trình có sẵn bất chấp quy định pháp luật, rồi giao cho Bùi Văn Dũng, lái xe riêng của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Sau đó Dũng vận chuyển về nhà cho Trương Mỹ Lan tại tòa nhà Sherwood, 127 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tại nhà Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, Bùi Văn Dũng giao cho Trần Thị Hoàng Uyên, trợ lý của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Trần Thị Hoàng Uyên theo chỉ đạo của bị can Trương Mỹ Lan giao tiền cho những người đến nhận, hoặc có những chuyến xe chở tiền thẳng về trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại 193-203 Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để giao cho Trương Mỹ Lan hoặc chuyển tiền trực tiếp cho các cá nhân theo chỉ đạo của nữ doanh nhân này. Kết quả điều tra xác định sổ tay ghi chép và lời khai của Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên, trợ lý của Trương Mỹ Lan, từ ngày 26 tháng 2 năm 2019 đến ngày 12 tháng 9 năm 2022, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Dũng đã vận chuyển tiền từ ngân hàng SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc nhà riêng của nữ doanh nhân này khoảng 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu USD. Số tiền mặt trên được rút ra khỏi SCB không chỉ từ khoản vay tín dụng của ngân hàng mà còn có nguồn từ phát hành trái phiếu. Những chuyến xe chở tiền khỏi nhà băng được giao cho bà Lan, đưa cho một số cá nhân theo chỉ đạo của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Theo cáo trạng, số tiền trên được bị can Trương Mỹ Lan sử dụng để trả nợ tiền mua bất động sản, mua cổ phần các dự án và sử dụng vào các mục đích cá nhân khác. Theo các chuyên gia tài chính ngân hàng, sự việc bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo thục kết SCB gần 1 triệu tỷ đồng trong 10 năm mà không bị phát hiện, nêu bật hai vấn đề chính: lỗ hổng trong hệ thống tài chính ngân hàng và khả năng che giấu hành vi phạm tội tinh vi của bà Lan. Lỗ hổng trong hệ thống tài chính ngân hàng.
Kiểm soát nội bộ yếu kém, SCB đã thiếu hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả, cho phép bà Lan và nhóm của bà tạo lập khống hồ sơ và giải ngân cho các khoản vay không tồn tại thực sự. Lãnh đạo SCB bị thao túng, bà Lan đã chi phối hoàn toàn các nhân sự chủ chốt tại ngân hàng, bố trí người thân tín vào các vị trí quan trọng. Điều này cho phép bà thực hiện các hành động trái quy định mà không gặp phản kháng. Thiếu giám sát của các cơ quan quản lý và giám sát ngành ngân hàng không phát hiện hoặc không can thiệp kịp thời vào các dấu hiệu bất thường trong hoạt động của SCB, mặc dù số tiền và số lượng các khoản vay khổng lồ. Khả năng che giấu hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan. Sử dụng mạng lưới cá nhân, bà Lan sử dụng các mối quan hệ cá nhân để thực hiện các giao dịch với sự giúp đỡ của các cá nhân thân cận, như lái xe riêng và trợ lý cá nhân. Điều này giúp che giấu nguồn gốc và mục đích sử dụng của số tiền. Phức tạp hóa các giao dịch, các khoản tiền được chuyển qua nhiều tài khoản và dưới nhiều hình thức khác nhau, từ tiền mặt đến chuyển khoản làm cho việc truy vết tài chính trở nên khó khăn. Che giấu bằng cách sử dụng công ty ma, việc tạo lập và sử dụng các công ty ma để giả mạo hồ sơ vay vốn là một chiến lược tinh vi để làm rối loạn thông tin và làm mờ các dòng chảy tài chính thực sự. Ai đứng sau bao che cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan? Bà Trương Mỹ Lan dù là nhân vật chính trong vụ án, nhưng không thể đơn lẻ thực hiện toàn bộ các hoạt động này mà không có sự giúp sức của những cá nhân khác trong và ngoài ngân hàng SCB. Các lãnh đạo SCB được bà chỉ đạo trực tiếp, những người đã bị bà tuyển chọn và bố trí vào các vị trí quan trọng, rõ ràng là những người hỗ trợ chính trong việc thực hiện và che giấu các hành vi sai trái. Hơn nữa, nhóm bà Lan đã nhận được sự làm ngơ, bao che từ một số cá nhân trong hệ thống thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước. Để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, vì thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm khác, bà Trương Mỹ Lan đã dùng tiền để mua chuộc nhiều người của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước. Cụ thể, giai đoạn 2017-2018, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng đã lập đoàn thanh tra tại SCB. Quá trình thanh tra cho thấy, nhiều sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại SCB liên quan đến các dự án, phương án tái cơ cấu, sai phạm tài khoản vay của một nhóm khách hàng, tình trạng tài chính rất xấu của ngân hàng. Giữa tháng 3 năm 2018, khi Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn ra Hà Nội lên phòng làm việc của Nhàn, trụ sở cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng số 25 Lý Thường Kiệt Hà Nội, đưa cho một túi quả cherry và một túi đựng 200.000 USD. Sau khi nhận quà, Nhàn đã mang 200.000 USD về cất ở nhà. Tiếp đó, từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018, đang trong giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra, xin ý kiến các bộ ngành liên quan và sau đó ban hành kết luận thanh tra tại ngân hàng SCB. Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn đã mang các thùng xốp đựng tiền USD tới đưa cho Nhàn. Trong đó có một lần, Nhàn nhận thùng xốp đựng 1 triệu USD và hai lần nhận thùng xốp đựng 2 triệu USD tại nhà riêng của Nhàn. Khi nhận, Nhàn hỏi Võ Tấn Hoàng Văn là tiền gì. Văn nói là tiền của bà Trương Mỹ Lan cảm ơn Nhàn vì Nhàn đã giúp hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra, kết luận điều tra nêu. Nữ cục trưởng cục thanh tra khai thêm, khi nhận tiền, Nhàn cho vào thùng khác rồi cất trong phòng ngủ riêng tại chung cư và chưa sử dụng vào việc gì. Đến khoảng tháng 12 năm 2022, bà Nhàn đã mang 2,6 triệu USD gửi nhờ tại nhà vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh Thủy là họ hàng với nhà chồng bà Nhàn ở thành phố Nam Định. Số tiền còn lại, cựu cục trưởng cục thanh tra cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà em trai Đỗ Xuân Lộc, gửi. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn khẳng định những người nhận tiền của Nhàn nhờ gửi hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc số tiền nêu trên. Cơ quan điều tra cho biết kết quả làm việc với Đỗ Xuân Lộc đã xác nhận việc Nhàn gửi nhờ các thùng sắt trong tủ tại nhà riêng của ông, đồng thời đã tự nguyện giao nộp thùng sắt đựng 3 triệu USD. Còn vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thủy cũng thừa nhận từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, Đỗ Thị Nhàn đã hai lần mang tiền đến nhờ gửi tại nhà bà, một lần 1,4 triệu USD và một lần 1,2 triệu USD, mà hoàn toàn không biết về nguồn gốc số tiền do Nhàn nhận từ SCB. Sau đó, vợ chồng bà Thủy mượn Nhàn 1,4 triệu USD để mua một mảnh đất và sử dụng gửi tiết kiệm, mở 10 thẻ tiết kiệm. Bà Thủy, ông Quang đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 1,2 triệu USD, 10 thẻ tiết kiệm và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau đó, còn nộp thêm 600.000 USD vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho bị can Đỗ Thị Nhàn. Ngoài bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Hưng đã nhận 390.000 USD. Bị cáo Nguyễn Thị Phụng, cựu phó cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, phó trưởng đoàn thanh tra nhận 20.000 USD và 210 triệu đồng, một đồng hồ, một túi sách.
một chiếc khăn. Các bị cáo Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Tuấn Khoa nhận 100 triệu đồng, Vương Đỗ Anh Tuấn nhận 20.000 USD và hai chiếc áo, Trần Văn Tuấn nhận 6.000 USD và 40 triệu đồng, Lê Thanh Hà nhận 14.000 USD và 100 triệu đồng, Nguyễn Duy Phương chỉ thừa nhận đã nhận 1.000 USD và 20 triệu đồng, không thừa nhận đã nhận 5.000 USD, Nguyễn Văn Thùy đã nhận 21.000 USD và 60 triệu đồng, một áo sơ mi, một áo phông và một hộp yến, Trương Việt Hưng đã nhận 6.000 USD. Vai trò 1.000 pháp nhân trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan. Trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan, hơn 1.000 doanh nghiệp đã được lập nên với 4 nhóm chính gồm nhóm định chế tài chính, nhóm công ty kinh doanh tại Việt Nam, nhóm công ty ma tại Việt Nam, mạng lưới công ty tại nước ngoài. Được biết, công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát có vốn điều lệ 13.000 tỷ đồng với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản. Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Trương Huệ Vân, cháu bị can Trương Mỹ Lan. Cổ đông chính là bà Trương Mỹ Lan với 60% cổ phần. Bà Elizabeth Chu Duyệt Hằng, con gái của bà Trương Mỹ Lan, đóng góp 10% cổ phần. Công ty cổ phần Emerald đại diện là bà Trương Huệ Vân đóng góp 20% cổ phần. Công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát có dự án tại khu dân cư Bonvin, tọa lạc tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh với diện tích là 56.293 m². Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát có vốn điều lệ 12.800 tỷ đồng với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, bán buôn thực phẩm, nhà hàng, dịch vụ. Người đại diện hợp pháp là bà Ngô Thanh Nhã, tổng giám đốc, em dâu bị can Trương Mỹ Lan. Cổ đông chính là công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 49% cổ phần, bà Chu Duyệt Hằng nắm giữ 15,5% cổ phần, bà Chu Duyệt Phấn nắm giữ 15,5% cổ phần, công ty Emerald đại diện là bà Trương Huệ Vân nắm giữ 20% cổ phần. Công ty này triển khai dự án khu dân cư Sterling Residence quy mô 264.633 m². Công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula, vốn điều lệ 18.000 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh, bất động sản với đại diện pháp lý là ông Nguyễn Ngọc Dương, tổng giám đốc, nhưng hiện ông Dương đã chết. Công ty này có 10 cổ đông cá nhân và 21 cổ đông pháp nhân, dự kiến triển khai khu công viên mũi đèn đỏ và khu nhà ở đô thị quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú có vốn điều lệ là 2.868 tỷ đồng, với ngành nghề chính là tư vấn quản lý do ông Tạ Chiêu Trung làm tổng giám đốc. Cổ đông chính là bà Trương Huệ Vân, nắm giữ 50,5% vốn điều lệ. Công ty Prosperity Asia Capital Limited, quốc tịch British Virgin Islands, nắm giữ 19,5% cổ phần. Nhóm công ty tạo doanh thu cao cho Vạn Thịnh Phát bao gồm công ty cổ phần tập đoàn bất động sản Windsor, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, công ty cổ phần đầu tư Times Square Việt Nam, công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng hải, tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khách sạn quốc tế Thiên Phúc, công ty trách nhiệm hữu hạn Vinametric, công ty cổ phần Bông Sen, công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý Sài Gòn Artisan, công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Atelier, công ty trách nhiệm hữu hạn Coco & May. Nhóm công ty ma có mục đích đứng tên khoản vay, chuyển nhận tiền từ nước ngoài, phát hành trái phiếu, đứng tên dự án, chuyển nhượng cổ phần, tài sản. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Trong đó 3 bị can, Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố 3 tội: đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Theo kết luận điều tra, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB là một loại hình công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp, đồng thời là một tổ chức tín dụng hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng. Mặc dù bị can Trương Mỹ Lan không nắm giữ chức vụ nào tại ngân hàng SCB, nhưng là người có quyền hạn tại nhà băng này vì từ khi sáp nhập năm 2012 đến nay, bị can Trương Mỹ Lan hoặc các cá nhân thân tín luôn nắm giữ cổ phần chi phối từ 85% đến 91% cổ phần ngân hàng SCB. Với việc nắm giữ số cổ phần, chi phối hoạt động, bố trí người thân tín giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại ngân hàng SCB, hội đồng quản trị, ban điều hành, nên mọi hoạt động của ngân hàng này đều cơ bản phục vụ các hoạt động của Trương Mỹ Lan. Cũng theo kết luận, ngân hàng SCB được phép nhận tiền gửi của các cá nhân tổ chức, quản lý tiền, huy động để hoạt động kinh doanh cấp tín dụng cho khách hàng vay vốn phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Trương Mỹ Lan đã sử dụng ngân hàng SCB để huy động vốn nhưng thay vì điều hành hoạt động quy định của pháp luật, Trương Mỹ Lan đã sử dụng quyền hạn của mình để chỉ đạo các đồng phạm hợp thức hồ sơ để rút tiền phục vụ cho mục đích cá nhân của mình. Các hồ sơ cho vay này thực chất không phải là hồ sơ vay vốn quy định của pháp luật.
Sai phạm được xác định cụ thể trong các hồ sơ cho vay là các pháp nhân cá nhân vay vốn do nhóm Vạn Thịnh Phát lập ra, không phải là người có nhu cầu vay vốn thật hoặc phương án vay vốn khống vì tiền giải ngân không thực hiện đúng như phương án, mà chỉ để phục vụ cho các mục đích của Trương Mỹ Lan, tài sản đảm bảo, đưa vào, chỉ là phương thức, thủ đoạn. Vi phạm trình tự thủ tục đăng ký tài sản đảm bảo, về giá trị và tính pháp lý vi phạm các quy định nhằm hợp thức việc rút tiền của ngân hàng SCB. Chân dung bà chủ đế chế Vạn Thịnh Phát trước những cáo buộc của dàn lãnh đạo SCB. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát không giữ chức vụ tại ngân hàng SCB, song lại là người lũng đoạn chi phối loạt lãnh đạo ngân hàng này để họ giúp sức rút ruột hơn 304.000 tỷ đồng. Đầu tiên bà Lan thâu tóm 3 ngân hàng là Ngân hàng Sài Gòn cũ, Ngân hàng Tín Nghĩa, Ngân hàng Đệ Nhất. Sau đó, năm 2012, 3 ngân hàng này được hợp nhất thành Ngân hàng Sài Gòn SCB. Bà Lan đứng tên một phần và nhờ nhiều người khác đứng tên sở hữu cổ phần tại Ngân hàng SCB với tỷ lệ chi phối hơn 91%. Những người đứng tên hộ bà Lan là những người thân tín, tin tưởng. Mặc dù phủ nhận toàn bộ cáo buộc của Viện Kiểm sát, nhưng theo lời khai của các cựu lãnh đạo SCB gồm Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, thể hiện rõ quyền lực thao túng của bị cáo Lan đối với ngân hàng này. Trong đó, bị cáo Bùi Anh Dũng khai quá trình làm việc tại SCB, bị cáo biết rõ khoản vay nào là khoản vay của bị cáo Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Các khoản vay này, bị cáo Dũng chỉ ký hợp thức hồ sơ theo chỉ đạo của bị cáo Lan. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hỏi bị cáo Dũng cách thức phân biệt các khoản vay bình thường với khoản vay của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Dũng trả lời, hồ sơ vay vốn của bị cáo Lan và Vạn Thịnh Phát khác với hồ sơ vay vốn thông thường, việc phân biệt dựa vào ký hiệu HSTT. Hội sở tiếp thị được ghi trên các hồ sơ. Bây giờ bị cáo đứng đây mới thấy một phần lỗi mình vì tin tưởng chị Lan một cách mù quáng, cứ nghĩ chị Lan là người kinh doanh rất giỏi, bị cáo Dũng nói. Xoay quanh việc xác định vai trò của bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB Bùi Anh Dũng nói rằng bị cáo thấy mình làm việc như bù nhìn, được triển khai thì thực hiện chứ hoàn toàn không được ý kiến. Bị cáo Lan trần tình về chuyện đưa ông Bùi Anh Dũng lên làm chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB từ tháng 12 năm 2020. Bị cáo Lan nói trước đó chỉ biết tên không biết mặt ông Dũng. Bị cáo Lan phủ nhận cáo buộc chính bà là người đồng ý cho ông Dũng đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị mới thay Đinh Văn Thành. Thời điểm này là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB đưa vợ con đi Mỹ chữa bệnh vì bị cáo không có chức vụ gì trong ngân hàng, không điều hành ngân hàng. Luật sư dẫn lời khai của bị cáo ở cơ quan cảnh sát điều tra. Theo đó, bị cáo Lan nói ông Dũng chỉ làm công tác tổ chức, không làm tín dụng. Về nội dung này, bị cáo Lan nói không nhớ mình đã khai. Trong khi đó, liên quan đến nội dung này, bị cáo Dũng khai bị cáo Lan có vai trò gần như tuyệt đối ở SCB. Sau đó, luật sư tiếp tục phần thẩm vấn bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB. Một số nội dung liên quan đến vai trò của bị cáo Lan ở SCB. Bị cáo Dung thừa nhận nội dung cáo trạng kết luận bị cáo là người trực tiếp nhận chỉ đạo thường xuyên liên hệ bàn bạc với bị cáo Trương Mỹ Lan để truyền đạt chỉ đạo các đối tượng tại SCB hợp thức hóa hồ sơ khống giải ngân để rút tiền cho Lan sử dụng. Bị cáo Dung kể sau những lần gặp bà Lan, bị cáo Dung sẽ tổ chức họp hội đồng kinh doanh đầu tư sau đó mới tiến hành thực hiện hồ sơ thủ tục. Trước khi bị cáo đảm nhiệm chức vụ đã xuất hiện nhiều khoản vay được giải ngân trước, hợp thức hóa sau. Đến khi bị cáo vào làm thì khắt khe hơn nhưng vẫn tồn tại việc giải ngân trước, hợp thức hóa sau. Theo đó, dù khách hàng chưa hoàn chỉnh thủ tục, thiếu hồ sơ chứng từ phê duyệt tín dụng nhưng về mặt chủ trương vẫn được đồng ý cho vay. Bị cáo Dung thừa nhận đối với tất cả các khoản vay của bị cáo Lan, Dung đều triệu tập họp, trừ các khoản vay nhỏ lẻ. Tại cuộc họp lúc đó, bị cáo sẽ nói rõ, đây là chỉ đạo của chị Lan, sau đó sẽ để từng người có mặt tham gia ý kiến. Ông Dũng, với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị, là người đầu tiên có ý kiến. Bị cáo Dung nhận sai khi cấp tín dụng cho các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, song bị cáo nói không có bất kỳ lợi ích nào liên quan đến giải ngân sai. Nên bị cáo cho rằng mình không phải chiếm đoạt tài sản, mà là giúp sức cho bị cáo Lan lấy tiền của SCB. Trước lời khai của bị cáo Dũng thừa nhận có tham gia các cuộc họp này. Tại đây, bị cáo Dũng thường phát biểu rằng anh tin tưởng chị Lan, sau đó căn cứ vào các dấu hiệu được quy ước để ký khống hợp đồng vay của bà Lan. Ông Dũng nói không nhận chỉ đạo trực tiếp từ bị cáo Lan, mà chỉ nhận thông báo từ bà Dung. Bị cáo Dũng còn trần tình, khi Mỹ Dung triệu tập chỉ đạo các khoản vay không đúng quy định pháp luật thì bị cáo có nhiều lần tác động trong việc này. Bị cáo thấy mình làm việc như bù nhìn, được triển khai thì thực hiện chứ hoàn toàn không được ý kiến. Bị cáo nhận thức được vấn đề này, bị cáo trăn trở.
Bà xã cũng đề nghị không nên làm vậy. Bị cáo nghĩ chờ Chủ tịch Đinh Văn Thành về sẽ bàn giao lại công việc vì không thể đơn phương nghỉ việc được. Nhưng liên quan đến lời khai phủ nhận việc quyết định vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, thời điểm này của bị cáo Lan, bị cáo Dũng khai tiếp. Sau khi được ông Thành giới thiệu, bị cáo Lan đồng ý, thì SCB có tổ chức họp Hội đồng Quản trị. Tại cuộc họp này, gần như các thành viên đồng ý hết. Còn theo bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, vào tháng 7 năm 2013, được bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, tuyển dụng và làm việc với chức vụ Phó Tổng Giám đốc SCB. Sau đó bị cáo được sắp xếp gặp bị cáo Lan, được bị cáo Lan thuyết phục giữ chức Tổng Giám đốc bằng lời lẽ như không chịu làm để người khác ngồi lên đầu lên cổ à. Bị cáo Văn cho rằng có ý kiến của bị cáo Lan, bản thân mới được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc SCB. Sau đó mỗi tháng bà Lan gọi cho bị cáo 1-2 lần, nói bâng quơ về việc cần một khoản tiền. Bị cáo Văn kể, bị cáo Văn thừa nhận sau những cuộc gọi đó, bị cáo hiểu là phải thực hiện ký khống hồ sơ cho vay tiền. Cũng đứng trước tòa, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung nói ban đầu rất thần tượng bị cáo Trương Mỹ Lan về tài kinh doanh nên hứa trung thành tuyệt đối. Nhưng sau khi nghe lời khai của bị cáo Lan tại tòa, bị cáo thấy mình đặt niềm tin sai chỗ. Bị cáo và nhiều anh em ở SCB từng động viên nhau cố gắng giúp chị Lan vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhưng sau phần khai của chị Lan sáng nay, bị cáo thấy thất vọng, bị cáo Dung bày tỏ. Ngoài dàn lãnh đạo SCB, ai đã giúp bà Trương Mỹ Lan rút ruột ngân hàng này? Không chỉ có dàn cựu lãnh đạo SCB hay cháu gái ruột Trương Huệ Vân, mà bà Trương Mỹ Lan cũng có sự giúp sức của bị cáo Chu Lập Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, đồng thời là chồng của bà Trương Mỹ Lan. Bị cáo Chu Nắp Khi Eric, Chu Lập Cơ, quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan là cổ đông chính, có 99,26% cổ phần. Chủ tịch Hội đồng Quản trị giữ vai trò quyết định cao nhất tại Công ty Cổ phần Times Square Việt Nam. Địa chỉ trụ sở chính của công ty ở đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, để lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB nhằm cơ cấu các khoản vay nợ xấu sau khi hợp nhất 3 ngân hàng thành ngân hàng SCB mới, bị cáo Trương Mỹ Lan đã trao đổi thống nhất với Chu Lập Cơ và lãnh đạo ngân hàng SCB về việc sử dụng tài sản dự án Times Square, quyền sử dụng đất thuê và tài sản hình thành trong tương lai, gắn liền với đất thuê là cao ốc phức hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại Times Square và quyền tài sản có liên quan để đảm bảo cho các khoản vay. Thực hiện theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông vào ngày 10 tháng 12 năm 2012, quyết định số 13 QĐ-DHDCD-QTTD ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Đại hội đồng Cổ đông, biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 12 tháng 12 năm 2012 của công ty Times Square chấp thuận thế chấp tài sản của công ty bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân tổ chức do Trương Mỹ Lan chỉ định. Sau khi có tài sản đảm bảo để vay vốn, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty Times Square thành lập các hồ sơ vay vốn khống, nhờ người đứng tên các khoản vay và ký khống hồ sơ thủ tục vay vốn. Bằng phương thức này, từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, Chu Lập Cơ đã giúp Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống để giải ngân số tiền vay tại ngân hàng SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng, tổng số tiền giải ngân là hơn 29.441 tỷ đồng, thời gian vay vốn 5 năm. Toàn bộ số tiền vay vốn được sử dụng cho mục đích riêng của bị cáo Trương Mỹ Lan. Đến năm 2017, do phương án vay vốn là lập khống, khoản vay chỉ dùng trả nợ xấu không có nguồn để thu hồi gốc, lãi, nên các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được. Bị cáo Trương Mỹ Lan thuyết phục Chu Lập Cơ ký biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Times Square ngày 15 tháng 8 năm 2017 tiếp tục sử dụng tài sản của công ty Times Square để thế chấp, đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho 54 khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng SCB nhằm gia hạn nợ, tổng dư nợ được đảm bảo là hơn 35.541 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 17 tháng 10 năm 2022, tổng nghĩa vụ các khoản nợ do bị cáo Chu Lập Cơ ký hợp thức thủ tục còn 46 khoản vay, với dư nợ gốc là hơn 19.552 tỷ đồng, nợ lãi hơn 19.665 tỷ đồng, tổng dư nợ là hơn 39.217 tỷ đồng. Sau khi đối trừ giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay mà Chu Lập Cơ đã ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn nêu trên, theo kết quả định giá của công ty Hoàng Quân tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2022, được SCB chấp thuận có đủ pháp lý để trích lập dự phòng rủi ro, được phân bổ cho các khoản vay còn dư nợ nêu trên, là hơn 30.100 tỷ đồng. Bị cáo Chu Lập Cơ đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền hơn 9.116 tỷ đồng. Đến ngày 12 tháng 3, trước tòa ông Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết cá nhân ông sở hữu hơn 99% cổ phần Times Square. Bị cáo đã ký cho phép bà Lan sử dụng tài sản để thế chấp nhằm giúp tái cơ cấu ngân hàng theo đề nghị của bà Lan.
Về lần thứ hai, khi ký, mặc dù bà Lan không nói gì, nhưng bị cáo vẫn ký vì nghĩ là để giúp ngân hàng. Bị cáo dù không biết tiếng Việt nhưng tin tưởng vào nhân viên trợ lý của mình nên vẫn ký. Bị cáo không biết gì về tình hình sử dụng các tài sản khoản vay tại SCB. Bị cáo Chu Lập Cơ khẳng định hoàn toàn không nghĩ sẽ có hậu quả như ngày hôm nay. Bị cáo không cố tình ký văn bản. Bị cáo thừa nhận mình ký là sai. Bị cáo mong tạo điều kiện cho bị cáo khắc phục. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, quá trình điều tra, Bộ Công an đã thu giữ hơn 590 tỷ đồng và gần 15 triệu USD của bị cáo Trương Mỹ Lan và nhiều tổ chức cá nhân. Các cơ quan tố tụng cũng phong tỏa 42 tài khoản của các bị cáo trong các cá nhân đứng tên hộ, tổng cộng gần 1.900 tỷ đồng và hơn 8,4 triệu USD, ngăn chặn giao dịch đối với số dư gần 790 tỷ đồng trong tài khoản mở tại SCB và Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương. Cùng với đó, 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị cáo Trương Mỹ Lan đã bị kê biên, bao gồm hàng loạt tòa nhà ở quận 1, quận 3, quận 5, 8 bất động sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan tới thỏa thuận hợp tác của bà Trương Mỹ Lan với tập đoàn Tuần Châu, 857 triệu cổ phần của Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ tại SCB, hơn 137 triệu cổ phần 5 công ty của các pháp nhân, cá nhân đứng tên hộ Trương Mỹ Lan, một du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô và nhiều tài sản khác. Trong giai đoạn truy tố đã thu giữ thêm từ các bị cáo gần 55,5 tỷ đồng và quá trình xét xử các bị cáo đã nộp thêm gần 73 tỷ đồng. Ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham ô tài sản và 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt cho cả 3 tội là tử hình. Đến ngày 26 tháng 4, một nguồn tin xác nhận bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân TP.HCM. Trong đơn, bà Lan cho rằng bà không chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Bà Lan trình bày các nguyên nhân khách quan trong việc tham gia tái cơ cấu SCB dẫn đến có rủi ro nhưng không chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.